Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel mình, Mi Thanh Ezi đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Teen Titan Go nhé. Và chúng ta sẽ đi làm thêm nhiệm vụ thôi. Mình có một cái nhiệm vụ ở bên bên này. Nó sẽ có... À không được rồi, mình đang muốn sang bên đấy nhưng mà vấn đề là cái đấy thì mình chưa mở. Cái ống cống đấy thì mình chưa mở. Mình có một cái nhiệm vụ đó chính là tìm cái Useful Wonder Twin. Chúng ta sẽ sang bên này luôn này. Mình biết cái chỗ địa điểm ấy rồi. Ở đây có vàng này. Ok, có tận... Ôi, lắm vàng thế. Mỗi một cái này sẽ tương đương với khoảng là 5 vàng. Bên nào nhỉ? Bên này đúng không? Chúng ta đi qua chỗ ống cống là ta sẽ đến nơi ngay mà. Phía trên à? À, để xem lại cái bản đồ cái. Wow, xa lắm nhá. Ở đâu nhỉ? Đây. Bây giờ mình sẽ đi thẳng lên phía này xong rồi lên trên hoặc là rẽ xuống dưới đều được. Trên này thì sẽ có một ít vàng cho chúng ta. Đó. Sang tay trái luôn. Xuống dưới. Đây. Đây sẽ đường xuống dưới. Và đến chưa ta? Ồ, ok, có nhiệm vụ kìa. Một đống nhiệm vụ luôn kìa. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ cần phải đi ra đây làm nhiệm vụ đã. Nó ở đâu nhỉ? Đây là cái ống cống này. Và mình sẽ mở cái ống cống này ra để sau đi cho dễ. Rồi, ở đây có là Super Girl à. Đây là con giả Super Girl này. Đây lấy cái tiền đã. Wow. À, đây là đúng thành phố Metropolis này. Đây là tượng của gọi là siêu nhân đây. Superman đây. Xem trong phim đều có nha. Chúng ta sẽ nói chuyện với con này và xem mình sẽ nhận được cái nhiệm vụ gì nữa không. Nào, chúng ta sẽ nói chuyện con này và chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ là view 10 figure ở trong cái figure wiki à. Chúng ta nhìn 10 cái figure trong cái này à. Khá là dị ta. Figure wiki. Một cái này, à đúng rồi. Hai. Cái này thì nhiệm vụ này mắc dễ luôn. Chúng ta chỉ cần nhìn thôi, cần xem thôi là sẽ xong luôn. Ở đây mình còn thiếu 2-3 con này, chưa đủ này. 6 này. Mình có rất là nhiều nên thoải mái đi. 8 rồi, thêm 2 con nữa thôi là xong. Complete, hoàn thành xong cái nhiệm vụ ở đây nha. Và mình sẽ được thưởng tiền, chắc chắn là như vậy. Đâu rồi, mình sẽ được cái gì không? Nó cho mình cái gì nhỉ? Cho mình 300 vàng, quá tốt rồi. Chúng ta sẽ đánh bại Talon again. À không được, cái nhiệm vụ này là ở bên thành phố Superman cơ mà. Ở đây sẽ có cái bảng nhiệm vụ ở kia kìa. Mình sẽ đối đầu với con này xem là chúng ta sẽ đối đầu với kiểu gì đây. Miss Martian. Một con bóng tối level 10 và một con siêu nhân level 10. Chúng ta vẫn cần nhân vật này để có gì còn backup cho team. Sử dụng tiền đội team Teen Titan. Hôm nay sẽ test thử con này và con Robin nha. Đấy. Team hơi yếu một chút. Hai viên kia hơi yếu. Level thấp quá. 3, 2, 1. Mình đối đầu với con Jin X à? Starfire thập niên 80. Mình sẽ có một chiêu tăng 3 sức mạnh lên này. Một chiêu tăng máu này. Bullet Hurst theo Overtime. Và cái này là Super Dash 9 dam thôi. Đây này, cộng 3 power cho một phát lên. Lên nào nháy mắt. Cộng rất là nhanh. Lên được 15 rồi đấy. Còn đèn lồng xanh kia. Mất một máu. Bắn cho thời gian à? Ê, nó giết máu cho thời gian kìa. Khó chịu chưa? Rồi. Uầy. Dị vậy? 24 máu. Tốt. Và đổi sang Cyborg để kết thúc rồi. Kinh ra. Vậy trời à? Ai chà 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 chà, bình tĩnh nào, chưa cần phải đã tăng đầy vội. Nó xuống chưa? Bắn cả ngày. Super à, cộng thêm mỗi máu phát super này. Này thì khổng lồ à. Đèn lồng xanh, con này đèn lồng xanh. Rồi, chúng ta đã đầy được cái này rồi, tăng máu lên. Siêu châu bò rồi. Xem Robin thế nào. Có cái smoke bomb. Khả năng có cơ hội, khả năng né tránh. Cái này là tăng 8 power cơ, ngon. 8 power mình shoot con kia cái chắc chết. Tăng 8 power này. Wow, Robin phiên bản thập niên 80. Và mình sẽ để lên chiêu cuối cùng là 20 máu đấy. Ồ, trừ 1 power.
Điên nhở. Thôi kệ thôi, mình bắn con này thì nó gần chết rồi mà. Ơi chờ, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Né tránh này, né này, sút sút sút. Ôi con này may mắn kìa, chết luôn. Khá là khỏe đấy, nó không cần phải chiêu phải hồi. À, không phải nạp, không phải nạp, nói chung không phải nạp. Khá hay, được. Và con này sẽ lên được cấp. Chúng ta lên được level 5 và nó có khả năng là figure. Hình như là chúng ta sẽ unlock được cái gì đấy. À đúng rồi, nó có 3 chức năng, một là mốt chip này, hai là chúng ta đổi skill này. Đấy, cho đánh bại xong con này nha. Và mình sẽ ra bên kia để gặp cái thằng nhiệm vụ cái. Thế bên này luôn này, sang luôn. Và ngay ở đâu nhỉ? Đây đây đây, nhiệm vụ là đây đúng không? Đó, mình sẽ nói chuyện với một cái máy. Có phải đấu nhau con này không? Đó, chúng ta xong nhiệm vụ này và mình thưởng thêm được có 100 đồng nhỉ? Và một cái figure gì đó chứ nhỉ? Không có nhiệm vụ gì cả. Đây là nhiệm vụ, chính là đây mà. Chúng ta không tìm được đúng không? Nhưng không tìm được thì phải. Không có gì cả. Thôi mình sẽ đấu với cái con máy móc đi để xem nó như thế nào. Robin Intercom. Wow. Ba siêu nhân. Rồi, ba siêu nhân thì siêu nhân thôi. Chúng ta cũng không quan tâm lắm. Đó. Và đây thế này, thật ra thì siêu nhân thì nó sẽ rất là sợ cái con này này. Rất là sợ con Raven của chúng ta. Vì Raven là hệ bóng tối mà. Siêu nhân lại sợ hệ bóng tối. Ấy chà chà, tấn công nào. Chúng ta sẽ có Black Hole 15 đam. Cú đấm này. Đó, sẽ cộng thêm 1 đam. Đấm nhanh thôi. Siêu nhân có bay lên không? Có bay lên không? Không bay lên trời à. Bình thường là ta sẽ được thêm một cái hỏi chấm cơ. Một phát này hỏi chấm ngay, biết ngay mà. Thằng phun máu. Ăn đấm này cho nó giảm hết thanh luôn xuống. Hay chà chà, siêu nhân đúng là bình bị khắc hệ luôn. À nó bình bị khắc hệ. Một phát này gần chết rồi anh em. Thấm phái cả trường. Bay lên trời làm cái gì? Đằng nào cũng phải xuống thôi. Có tăng công. Chị sẽ tăng công lên. Ôi xịt kìa. Nó còn hai máu kìa. Định nhỉ? Tụ mắt á. Không kịp đâu. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Raven cấp 13. À cái con này con đèn lồng xanh đi mà. Nó có một chiêu bắn liên tục, bao giờ hết thanh năng lượng thì thôi đây. Mình nhìn thấy rồi. Nó sắp đủ rồi đấy. Nó sắp đủ rồi đấy. Đấm phát trước tính sau. Tăng công lên. Miss, nó đang bay trên trời anh em ạ. Ấy cha cha, nó đang bay trên trời. Khó chịu nhề. Mình sẽ triệu hồi hai cái con này ra để tăng công mình tốt hơn. Được rồi. Có công không? Có công không? Có công không? Sao đây có 21 công nhỉ? À 19 công nhỉ? Không đủ đam. Ôi xịt rồi kìa. Thế chứ nhỉ? Ôi trời ơi, nó bay trên trời rồi. Mình quên mất là nó bay trên trời. Con này khó chịu thế. Hay phết. Bắn cực mạnh. Ôi bắn liên tục kìa. Bắn liên thanh luôn. Có xuống không? Bắt buộc phải xuống. Không xuống không được. Mỗi phát đánh của mình tầm khoảng 5 máu, 4 power. Let's go. Vẫn kịp ném bút chì. Ném bút chì vào đầu. Cái này sẽ là 33 máu này. Lại còn không chết. Rồi đổi sang Robin đi. Cái này khỏe quá. Chúng ta sẽ có một phát sút tầm khoảng 12 máu. Nếu mà cộng cái này lên thì ta sẽ được 20 máu đây. Một cái 20 đam. Một cái 20 đam. Xịt 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 liên tục. Ây chà chà chà, mất nhiều máu phết đấy. Hết chưa em? Cú sút 20 máu. Ui ui ui, còn lắc đấy chứ. Wow. Cái này khi mình nâng lắc cho thằng này thì nó sẽ sút ngon hơn rất là nhiều. Theo mình nghĩ là vậy. Chuẩn đấy, khi nâng lắc cho thằng này rất là tốt. Robin thập niên 80. Đó, ta sẽ nâng lắc nha.
nó nảy đan thì chết luôn, bá đạo thật. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang với cái trận tiếp theo đi. Đối đầu với xong con robot này rồi, trên này nó sẽ có cái gì phát sáng đây. Trong ngoài sẽ có đồ rồi. Ô, hay mình tìm được cái con gì đó trong nhiệm vụ ấy. Ôi, tìm được con thỏ này. Con thỏ ấy trông mặt ngu ấy. Trời, mặt bựa đúng hơn đấy. Giống như giống như kiểu cái mấy cái emoji ấy. Đó, chúng hoàn thành xong nhiệm vụ này 100 vàng. Cộng thêm một cái gì đó không? Không có nhỉ. Chúng ta sưu tập được 6 cái Easter egg, có nghĩa là 6 cái quả trứng ấy. Mình biết có mấy quả trứng ở đâu rồi, ở xung quanh đường này. Lần trước mình có gặp một cái quả trứng đây, con thỏ hay ta. Đấu luôn nó không? Nhìn trông buồn cười. Con thỏ này. Chúng ta phải đi tìm một cái nhiệm vụ tìm một trứng phục sinh. Easter bunny thỏ. Ok. Con này cứ để tạm đây đã. Thật ra thì cũng không cần lắm. Vấn đề là chúng ta sẽ để như thế này trước này. Con này sẽ là backup này. Thằng này nó khóa khá là khỏe. Vẫn là Robin và con Starfire. Trời ơi, mình không lấy cái kia. Mình quên rồi. Chưa không lấy cái tăng máu rồi cho team rồi. Khá là tù ra. Nó cũng không có. Thật ra nó cũng không có đâu. Mình có luck à? Mày. Nếu mà may mắn có luck thì chúng ta có thể thắng được. Nếu như may mắn. Nó có Gyuta kìa. Gyuta đóng băng thôi, chết tôi rồi. Mình biết cái con này là nó sẽ thế này mà. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Nó có Gyuta đóng băng anh em ạ. Nó sẽ cào mình, tốt quá, nó không dùng Gyuta đóng băng. 3 máu thôi. Vì nó mình bị khắc hệ mà. Đừng đóng băng. Tốt. Sút, có lắc không? Có lắc. Ôi trời ơi. Chim chiến thắng. Lại cộng máu thế à. Cộng thêm 14 máu cho nó kìa. Sút nó nào. Sút, có lắc không? Không có lắc. Chúng ta được 12 máu. Sút 4 phát. Chết rồi, nó dùng cái 3 speed làm mình giảm tốc độ rồi, slow rồi. Còn cái Lux 14 máu kìa. 8 power. Tiếp tục là giảm không. Đòn cuối cùng của nó không biết được bao nhiêu máu. Tiếp tục là giảm cái thanh kia xuống. Siêu chậm. Sút, không có lắc nhỉ, không có lắc, con cuối cùng mới được lắc này. Rồi, đổi. Chúng ta sẽ đổi sang con này. Tốc độ chậm quá, phải siêu chậm luôn. Thôi, để đánh con kia dùng cái... Một phát vả là mất 3 máu, yếu nhất ra. Hết con búp cái hiệu ứng siêu chậm rồi. Con này chỉ đánh tam thường thôi. 12 đam để dồn cho một cái đấy à. Cứ từ thôi. Không biết liệu ta có trụ được đến lúc đấy không nữa. 24 máu nữa này. Đây thì là 18 rồi, 29 thì hơi bị khó đấy. Rồi mình sẽ dùng con kia luôn. Siêu nhân à? Không. Có star rồi ấy. Được tăng đam từ con kia rồi. Tội gì mà không đánh chứ ta. Có được cả luck cơ. 20 máu kìa. Ngủ rồi. Đủ đam hay không? Vừa đủ đam luôn. Yes, hay. Và chúng ta sẽ đấu với thằng này luôn và ngay. Chúng ta có một lớp giáp bảo vệ. Mình cứ tăng công lên đã. Chờ một cái máy tăng công lên đã. Nhiều lớp giáp bảo vệ mà. Ấy chà chà. Được rồi, mình sẽ lên 15 cái này đi. Có công chưa? Có công ở đây. Black hole, hố đen vũ trụ. Ơi, chết tôi rồi. Nó thông minh quá, nó khôn quá. Khôn này, có lắc. Cái lắc cũng khá là hay. Nhưng mà cái lắc nó hên xui đó. Thỉnh thoảng đánh rất là mạnh, thỉnh thoảng đánh rất là yếu. Dùng luôn trước khi nó đầy được cái cây đàn băng giá của nó. Sắp đầy chưa? Đấm này.
thêm vàng 2200 rồi. Chim chiến thắng, hiệu ứng random, có hiệu ứng random ở đây. Cú đấm một phát này, hỏi chấm, yes, tăng máu lên, nói chung còn 3 máu rồi anh em ạ, chắc mình sẽ hạ được nhanh chóng rồi, 50 máu cơ mà, 56 máu trở lại với con máu kỷ lục xong. Lâu nhỉ, chúng ta đánh bại với ba cái figure 80S, đúng rồi, chúng ta nên đánh nhiều cái này để hoàn thành nhiệm vụ đó. 80S Robin chúng ta sẽ nâng cho nó vào mình sẽ nâng vào công đi, công và luck, hy vọng sẽ được. Raven thì sao? Raven thì công cũng bình thường, không được khỏe cho lắm, hay nâng vào luck đi, hay là dodger ra, né tránh ra, thôi nâng vào luck đi. Starfire thì sao nhỉ? Starfire thì nâng vào cái gì bây giờ? Chúng ta sẽ nâng vào né tránh này, power này, nâng power đã. Chiêu cuối cùng thì cũng khá là khỏe. Beast Boy level 7, nhiều con quá chẳng biết nâng vào cái gì, power đi á. Chắc mình sẽ nâng vào cái này tại vì là nó có chiêu 2 của con tinh tinh ấy, đấm rất là thấm luôn. Xong là con thỏ này, mắc lâu. Ở bên kia nó sẽ có cái đồ gì đó ở trong cái thùng rác kìa, và mình sẽ vào mình cuỗm luôn vậy. Đây đây đây, đấy, thêm vàng chứ. Mình sẽ đi tìm mấy quả trứng cho nó, 4 quả trứng à. Mình nhớ đâu đó sẽ có một quả trứng, mình sẽ đi xuống phía dưới đi. Hình như ở phía dưới này sẽ có một quả trứng cho nó này. Quả trứng ở đâu ta? Ở kia có nhiệm vụ hàng ngày nhé. Hiện tại mình có quá nhiều nhiệm vụ rồi, nên chúng ta sẽ từ từ mà làm thôi. Trứng ở đâu nhỉ? Chỗ này không có rồi, gần quá. Xuống dưới nhá. Hình như quả trứng ở trong vườn, có phải không nhỉ? Chúng ta vừa nhìn thấy có cái gì đó ở trong vườn. Không có, không có. Ở đâu nhỉ? Lúc nhìn thấy cả một đống luôn ấy, bây giờ thì không nhìn thấy cái nào luôn. Ok, trong thùng rác không có đồ cơ. Nó ở đâu nhỉ? Cái cửa hàng này đang đóng cửa rồi. Ở đây ta sẽ mở thêm một cái cống ngầm nữa này, tạm thời thế đã. Nói chung là cứ đi khám phá từng nơi một thì kiểu gì nó sẽ ra thôi, kiểu gì nó sẽ ra được cái quả trứng ấy thôi. Đây này, đây là một quả chẳng hạn này đấy. Chúng ta cần thu thập đủ 6 quả, đấy, ta sẽ về được rồi. Ngon. Tất cả cửa hàng đã đóng cửa hết rồi. Bây giờ là đang là nửa đêm, nửa đêm rồi. Không còn ai ở đây mà chơi đâu. Chúng ta tìm thêm một thằng lạ lạ nữa để mình có thể đấu được với nó nhá. Đâu nhỉ? Ở kia sẽ là thành phố Jump City. Chúng ta sẽ rẽ sang bên tay phải luôn. Bên này sẽ có ai không? Không có ai nhỉ? Ban đêm đi ngủ hết à? Ban đêm thì thường gặp mấy bọn ác nhân ấy. Thằng này sao nhỉ? Rồi, chúng ta trứng này. Đó, được hai quả trứng phục sinh rồi. Vất vả, thật sự rất vất vả khi tìm mấy quả trứng này. Phía dưới này thì như không có ai. Nhân vật ở trên này thì mình vừa đánh xong rồi. Ở kia có một cái khu vực bán đồ chơi thôi. LexCorp, đây là tòa nhà của LexCorp này. Nhìn chung thì mình cũng chưa thể vào đây được. Chắc là sau này sẽ có nhiệm vụ vào đây. Rồi mình sẽ tiếp tục luyện tập cho nhân vật của chúng ta nha. Lên nào. Nó yêu cầu là hệ bộ 3 Duck cơ. Yêu cầu là bộ 3 Duck. Được, nếu bộ 3 Duck thì mình cũng có bộ 3 Duck ngay. Mình có khá nhiều con Duck đấy. Chúng ta sẽ bỏ bớt một số con ra. Cái My Collection này, một con này, hai con này. Mình có một con Duck rồi này, hai con Duck này, và kết hợp thêm một con Duck nữa. Duck level 7 thì hơi thấp nhỉ. Chigon level 12 chắc là được. Cho Chigon vào đây là có bộ 3 Duck rồi. Và mình sẽ tấn công nó luôn đi. Yêu cầu nhiệm vụ à? Con này yêu cầu nhiệm vụ thì đánh nhau luôn. Đấy, tada. Là mình sẽ dùng được 3 con Duck thì nó sẽ rất là vui lòng đối với mình. Ok. Nào,
đấu nhau nào. Ten Titan, ồ hai cha con sẽ cộng nhiều máu hơn. Nhưng mà chỉ cộng được hai người thôi. Quái nhỉ. Để Raven thường. Hai Raven luôn. Hy vọng là chúng ta sẽ đánh được nó. Slow lại. Chưa gì tốc độ nhanh thế. Khả năng hồi máu bị block hết rồi. 70 máu này. Ấy chà chà. Black hole, black hole, black hole. Black hole, hố đen vũ trụ. Hố đen vũ trụ này xuống dưới địa ngục đi. Cây cối đánh lan đúng không? Mình sẽ cần đánh một chút ở đây. Nua thần chết. Chạy chà chà. Một mình cần tim thôi. Cái này sẽ 24 nhỉ, không được cộng thêm tí đam nữa thì tốt. 24 mà, 24 đam này. Nó còn khoảng là 4 đam nữa. Mất luôn thanh. Khỏi cần đánh. Lại thêm một con Starfire tiếp theo. À không, một con còn Raven nhé, đây con Raven mà. 24 đam là mình sẽ giết được nó rồi. Tuyệt kỹ. Ôi, không kịp, đáng lẽ mình đánh nhanh của đấy thì hay hơn. Cái gì đây? 21 máu kìa. Nhanh 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 nhanh, mình bị khóa. 24 máu này. Cho có chiêu đánh lan được không nhỉ? Hình như là mình không có. Không có, mình dùng chiêu này luôn. Cú đấm bóng tối. Đấy. Mình thấy được một cái hỏi chấm này. Về đây, hỏi chấm của chúng ta sẽ là cái gì nhỉ? Chưa kịp xem là cái gì thì nó đã biến mất rồi. Chúng ta sẽ có một lớp thủ và sử dụng cú đấm bóng tối thôi là đủ hạ rồi. Đó, chúng ta hoàn thành xong cái nhiệm vụ đánh bại Zatanna với ba cái figure bóng tối. Nhiệm vụ này khá là dễ. Lên Raven level 16 rồi. Ấy chà chà. Raven thì nên tăng công đi. Mình thấy công của nó cơ bản là rất là cao. Phần nó có thể đập được bọn kia. Chigon cũng sẽ lên level 13. Nhưng mà Chigon làm cái gì đây? Đam thì yếu, chắc là cho tăng cơ với hỗ trợ rồi. Đấy, như thế này chẳng hạn này. S chúng ta sẽ tăng máu cho thằng này đi. Rồi, và trong sau trận này thì mình đã lên được level cho tất cả là 4 con. Xong nha, và mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Teen Titan Go Figure. Bye bye.